trong suốt thời gian vừa qua thì em lên sóng rất nhiều như Kia Morning, Hyundai i10 hay là Vios. Thì nhiều khách hàng bảo là anh thích đi xe số nhưng mà cảm giác nó sang hơn một chút đi. Thì đây, hôm nay em về cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Kia Rio bản nhập khẩu, chính xác là nhập Hàn các bác nhé, nhập Hàn nguyên chiếc. Các bác thử thẩm cho em xem rằng em này đã đủ độ sang chưa ạ? Form dáng đã đẹp rồi, động cơ máy móc thì cực ngon và xuất thân em nó là nhập Hàn Quốc, nhập Hàn nguyên chiếc. Với động cơ trang bị là 1.4 thì em nó siêu tiết kiệm cho em, cực kỳ tiết kiệm luôn. Ngoại hình bên ngoài đã xinh xắn rồi, ăn ít nhiên liệu, đã thế rồi giá cực yêu nhá. Giá chỉ có 325 triệu thôi, đời 2015, nhập khẩu nguyên chiếc nhập Hàn, động cơ trang bị là 1.4. Quay khách hàng nhà mình xem luôn cái bộ đèn pha của em nó này. Đèn pha là đèn halogen, có đèn phá sương mù này, cực kỳ chất và đẹp cho em này. Giải đèn led này thì là giả thôi, nhưng ốp lên nó dạng như là đèn led, thực chất đó là cái mạ chrome cao cấp nhưng mà nhìn rất là sang luôn. Đèn gầm thì sẽ là đèn bi cho em. Với cái mặt lưới tản nhiệt như thế này thì các bác nhìn một phát ra đặc trưng ngay của Kia. Nó có một cái gì đấy nó lơ lớ một chút Kia Cerato. Nhưng nhìn đây vẫn sẽ biết được rằng đây là chiếc xe Kia Rio cho em ạ. Đèn pha bên đây cũng vậy, đèn halogen siêu sáng này, có đèn phá sương mù, đèn gầm đầy đủ cho em. Em sẽ đứng góc nghiêng như thế này để toàn thể khách hàng cùng xem hộ em nào. Một góc nghiêng để có thể quay hết được tất cả những cái độ led, độ lồi, độ lõm, những cái lốt dập của nhà sản xuất đây ạ. Đi sâu hơn nữa thì vào luôn cho em là cái phần phanh ABS chống bó cứng được trang bị của xe, hệ thống an toàn của xe đây. Các bác nhìn cho em nào, có phải là phanh ABS chống bó cứng rất an toàn không? La răng đẹp rồi. Và lốp đây, nhìn những cái hòn sỏi li ti là nó ăn sâu vào trong kho lốp như này, chứng tỏ một điều gì ạ? Một điều là lốp còn rất là mới nhá. Gầm bệ không hề mục mọt, đời 2015 thì nói không với mục mọt nhá. Và em cũng cam kết zin đét cho nhà mình luôn là không đâm xô, không ngập nước. Gương kính thì em cũng cam kết là liền đời theo xe cho mình. Cam kết luôn ạ, một chỉ số cam kết luôn là gương kính liền đời theo xe. Xe thì vẫn đang bật radio, em xin phép được tắt đi cho tôi ổn. Đó. Mà chúng tôi cũng có các cái chương trình để mà làm sao. Khi mà các bác mở cửa ra thì em để này nó sẽ báo cho mình như thế này, nó đang mở cửa này. Táp ly đẹp căng với 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa. Gương kính này chụp cụp chỉnh auto cho em nhé này. Các bạn trái phải này, auto tự động cho em. Táp ly thì đẹp căng, không hề có một dấu hiệu gì đấy là mòn, bóng hay là vỡ gì cả. Keo chỉ zin 4 cánh cửa này, đời 2015, cực chất cực đẹp cho em. Và đây, sticker của nhà sản xuất này, móc khóa cửa này, từng con ốc cánh bản lề cánh cửa đây. Các bác nhìn xem, nhìn kỹ của em có bị vặn mở không ạ? Không hề đúng không? Rất là đẹp luôn. 325 triệu là sở hữu cho mình một xế hộp hạng sang luôn. Ghế da bên trong cực đẹp cho em rồi. Hàng ghế thứ hai đây ạ, hàng ghế thứ hai đây. Tông màu là kết hợp với màu đen và màu ghi nhưng mà thiết kế họa tiết cực chất cho em. Ở phía dưới thì có thảm 3D sạch sẽ rồi. Dưới là thảm 3D và có thảm rối này, từng móc khóa em cũng quay chi tiết với hàng nhà mình. 4 cánh cửa còn nguyên keo chỉ zin, không hề bị chạy lại một chút nào nhé. Xe thì có đầu đài này. Em sẽ quay vào luôn và cho các hàng nhà mình xem nhé. Xe được trang bị cho em là có đầu DVD này, hỗ trợ đầu DVD đầy đủ cho em nhé. Radio này, sấy sưởi kính, lấy gió trong ngoài 3 vị trí. Order chuẩn của em nó sẽ là 8 vạn cho em. Đây ạ, Kia đây nhé, các bác nhìn này, Kia này. Có túi khí an toàn này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, đầy đủ cho em. Túi khí an toàn cũng được trang bị ở bên ghế phụ như này nhé. Và bác chủ cũ cũng cẩn thận là cho em nó thêm một cái áo để phủ lên phần táp lô, để chống cho một là bẩn này, hai là chảy xước, chứ không phải là che khuyết điểm hay gì đâu ạ. Đã có thảm 3D rồi thì cũng sẽ có trần 3D cho em. Cực sạch đẹp luôn. Cực sạch đẹp luôn ạ. Xe thì cũng trang bị cho em là cổng sạc 12V AUX này, USB đầy đủ cho em nhé. Hai cổng sạc 12V luôn, cổng chờ ở đây. Cần số của xe đây nhé các bác nhìn cho em này. Áo da thì không hề bị rách vỡ hay là mòn.
phanh tay đầy đủ cho em. Có hai hộp để đồ như thế này. Khảm này sạch sẽ chưa ạ? Đầu DVD là đầu hỗ trợ DVD, màn hình giải trí thì hơi nhỏ một chút này. Đi sâu hơn và xuống bên dưới này, dàn lốp em đã nói rồi, với chiếc xe này thì dàn lốp các bác được nguyên một dàn lốp đẹp rồi. La răng thể thao siêu chất luôn. Kia Rio đây ạ, đời 2015, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc. Khoang cốp bản sedan thì lúc nào cũng ưu ái hơn so với bản hatchback. Form dáng to hơn thì khoang cốp cũng sẽ to hơn. Lốp sơ cua này, dụng cụ tăng kích lốp còn đầy đủ cho em. Sàn bẹ các bác nhìn đi ạ, phải gọi là quá là sạch sẽ luôn. Mang đến cho khách hàng một cái sự tiện nghi này, đẹp này, rất là sang luôn. Đứng góc bên này khách hàng nhà mình xem đây, phía sau xe đây. Cụm đèn hậu thiết kế cực kỳ to bản, thiết kế thì ăn hơi sâu vào khoang lắp cốp nhé. Các bác nhìn này, đấy, đẹp chưa? Lốp rất là mới luôn. Một dàn lốp còn rất là mới này, lông lá này các bác nhìn này. Sỏi nó còn ăn hẳn sâu như thế này cơ mà, không hề bị mục mọt gì đúng không ạ? Táp ly thì em cũng cam kết rồi, các bác nhìn táp ly cho em. Keo chỉ zin cánh cửa đây. Và em nó bây giờ đang là biển 14 này. Biển 14 cho em nhé. Xe quá là chất luôn, từng con ốc nhỏ nhất không hề bị vặn xoáy này. Kể cả những cái thanh gió điều hòa hoạt động cũng hoàn toàn bình thường, kể cả những cái nút cứng như nợ cứng như này còn nguyên đầy đủ cho em, rất là mát luôn. Cốp để đồ phụ này rất là rộng rãi này. Thảm thì cũng may thêm cho các em những cái như là túi như thế này, các bác có thể đựng đồ rất là tiện nghi luôn nhé. Cổng sạc các thứ này, USB đầy đủ cho em. Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay rồi. Một chiếc xe Kia Rio đời 2015 nhập khẩu, giá chào bán chỉ có 325 triệu. Đây em sẽ quay nốt cho các bác xem ốc này. Nói chung là một bác nào thứ nhất là yêu màu trắng, thứ hai là phập phong thủy với màu trắng thì các bác nhìn phát là các bác yêu luôn. Như em Lê Hương nhìn phát là yêu luôn ạ. Đây, la răng thể thao, phanh ABS, lốp thì còn rất là đẹp luôn. Gương kính này cụp chỉnh tự động cho em. Em sẽ mở khoang động cơ máy móc, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe, để tất cả khách hàng cùng chiêm ngưỡng cùng em Hương ạ. Một khi để xuống tiền mua một chiếc xe nào đấy thì khách hàng nhà mình quan tâm nhất là gì? Động cơ và máy móc đúng không ạ? Giá chỉ một phần nào thôi. Có thể chiếc này sẽ đắt hơn chiếc kia 2 triệu, 3 triệu nhưng nó đều có lý do của nó cả. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Rio đời 2015 mà em Lê Hương đang bán là 325 triệu. Động cơ trang bị chỉ có 1.4 thôi. Với xe nhập Hàn nguyên chiếc như thế này thì cực kỳ chất lượng cho em này. Khoang động cơ máy móc các bác nhìn kỹ cho em, thẩm thật kỹ cho em này. Tai đèn này, cụ giảm chấn giảm sóc này. Đây ạ, cực chất cho em luôn nhá. Em sẽ quay lên xe lắp keo chỉ, lắp cabo này. Các bác nhìn là lắp cabo này, cực kỳ chất lượng cho em luôn. Không hề chạy lại dù là một phân. Kể cả những cái lốt cắt của nhà sản xuất cũng vậy luôn, còn đẹp tròn xe xe cho em như này. Bây giờ thì em xin phép được đọc lại thông tin, chỉ số thông tin của xe. Một chiếc xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc đời 2015, giá chào bán chỉ có 325 triệu. Động cơ trang bị là 1.4, 325 triệu ạ. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong rằng sau video này của em thì khách hàng sẽ đến chạy thử xe và cảm nhận, nếu như ưng ý là sẽ chốt thôi. Rất là dễ chốt thôi, vì đã đến là nhìn là yêu luôn ạ. 0354602790 là số mà em Lê Hương làm việc nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.